Rồi em chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Chắc Chắc Thắng anh em. Em còn một vài con máy mà này để em coi nữa, 40, 50 em không biết nữa. Nó xét quá, trời xét luôn anh em. Nó máy nó chạy tốt mịch. Em coi 50, 40 NS50C anh em ơi. NS50C tầm 75 đi. Chạy gió, ngoài ảnh xấu quá kìa nè. Máy chạy cực kỳ im. Em có đường dấu sáng nè. Dấu đẹp vậy đó. Nó ngoài xét vậy đó. Ôi đời gì chứ. Máy bảo đảm anh em là chưa có đụng đĩa cái gì trong luôn á. Vậy nó bị mất hơi. Có mở nắp còi nè. Em gu không ra miếng khối nào luôn á. Bây giờ lông nó tè tua nó tơi đã còn hơn em nữa. Em bèo mà gặp mấy này còn bèo hơn em nữa. Mà nó chạy tốt quá trời tốt anh em. Máy chạy cực kỳ tốt. Anh em nghe tiếng nó chèo. Tiếng nó nhẹ rẻ luôn. Anh em nhìn là cái đấy con đến mức độ mà con ốc cái bét này là con không mở luôn, nó ken vậy đó, nó bèo nhau hết trơn mà không có đụng chạm gì hết trơn, vỗ bụp 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 cái hơi quay bơm cốc cốc chạy luôn à. Cái nước thì em bao anh em là không lủng nè. Em quay ra anh em nhìn kỹ nè, có máy chạy cực tốt luôn. Mày dàn lông quá trời tệ. Cái này anh em nào có làm thì em tính anh em là mày không biết đường tính giá luôn á. Nó anh em đừng cười chứ giờ. Bị nó lên xong mà nó lọt vô cái này trời. Cái này em tính anh em 39 anh em ơi. Phí ship của mấy này em tính anh em 300.000 thôi. Cái này giờ nó 350 nè. Là 4 chu 2. Em tới anh em 3.8 nè. 3.8 phí ship. Phí ship mấy này em tính anh em là 350. Là 4.150 ha. Cho mấy này anh em chạy bơm nước tuyệt vời luôn nè. Cái dòng NS50 với tông 75 đi nó công suất nó ngang với D6. Nó lợi thế của nó là nó nhạy nổ, nhẹ quay với nhẹ dầu anh em. Nếu anh em mà cần chất lượng mà không cần ngoại hình thì cái máy này tuyệt vời luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.